Trong khuôn khổ mùa lễ hội trái cây Long Khánh năm 2024, sáng nay Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phối hợp Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thành phố Long Khánh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Long Khánh nối liền những mùa vui. Tại triển lãm có 75 bức ảnh được bình chọn trưng bày triển lãm trong dịp này. Tất cả ảnh triển lãm đều thể hiện các hoạt động du lịch vườn trái cây trên địa bàn thành phố Long Khánh trong những năm qua. Ảnh giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng của thành phố Long Khánh, ảnh thu hoạch, mua bán, trao đổi trái cây, hình ảnh sống động, nhiều màu sắc, miêu tả khá đầy đủ không khí nhộn nhịp của ngày mùa trái cây ở Long Khánh. Trong đó có nhiều ảnh du khách thích thú khi trải nghiệm vườn trái cây ở miệt vườn Long Khánh. Sau triển lãm, ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi chụp ảnh nhanh với chủ đề Long Khánh nối liền những mùa vui. Ảnh tham gia dự thi yêu cầu thể hiện hoạt động lễ hội trái cây năm 2024 tại Long Khánh, hình ảnh các loại trái cây đặc sản ở Long Khánh, các hoạt động du lịch vườn trái cây Long Khánh. Ban tổ chức khuyến khích du khách đã trải nghiệm du lịch vườn trái cây Long Khánh gửi ảnh về tham gia cuộc thi. Thời gian chụp và gửi ảnh được tính từ ngày 12 tháng 6 đến 17 giờ ngày 15 tháng 6 2024. Ban tổ chức trao giải những bức ảnh đẹp vào tối ngày 16 tháng 6 tới tại lễ bế mạc lễ hội trái cây Long Khánh năm 2024.